Thúy Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì có rất nhiều các bạn sinh viên ra trường không có công ăn việc làm. Theo bản tin cập nhật của thị trường lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Tổng cục Thống kê công bố vào quý 4 năm 2013 thì hiện nay cả nước có hơn 90.000 người thất nghiệp, trong đó có hơn 72.000 người là cử nhân, thạc sĩ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn phóng sự mà chúng tôi ghi lại được về việc sinh viên ra trường xin việc vất vả khó khăn như thế nào sinh viên thất nghiệp là cụm từ không lạ lẫm gì với chúng ta lướt qua các trang mạng xã hội gõ cụm từ sinh viên thất nghiệp hàng ngàn kết quả hiện ra với rất nhiều bài báo phóng sự phản ánh về tình trạng này đây là vấn đề nan giải trong xã hội hiện nay khi nền kinh tế càng ngày càng khó khăn nhu cầu tuyển dụng thu hẹp trong khi đó hàng năm các trường đại học có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp Chính vì vậy, tình trạng thất nghiệp vẫn diễn ra trong bối cảnh hiện nay trường hợp sinh viên tốt nghiệp ra trường phải làm trái ngành, những công việc không liên quan đến trình độ, bằng cấp đã không còn là chuyện hiếm. Sẽ không quá khó để bắt gặp những hình ảnh sinh viên bán trà đá về hè, đi tiếp thị sản phẩm hay làm bảo vệ, phục vụ tại các quán bar, nhà hàng, vân vân. Thậm chí, nhiều người còn chấp nhận phải đi làm công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy với công việc nặng nề, vất vả, trong khi đồng lương lại quá eo hẹp và chật vật để hiểu đúng về tình trạng thất nghiệp của các bạn sinh viên mới ra trường và nhằm giúp cho các bạn có những kỹ năng để sau khi ra trường thì dễ dàng xin việc hơn. Thì vào sáng chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015 tại ký túc xá Mỹ trì đã diễn ra buổi tọa đàm nghề nghiệp đó là hiểu đúng về môi trường lao động toàn cầu hóa do Báo Sinh Viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Quản lý Việt Nam phối hợp tổ chức. Đến sự chương trình có ông Hoàng Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà báo Lê Thanh Hà, Phó Tổng biên tập báo Sinh viên Việt Nam, khoa học trò và gần 700 sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường Lân Cận. Khách mời tham gia buổi tọa đàm là các đại diện đến từ các đơn vị tuyển dụng chuyên nghiệp, các doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu. Trong buổi tọa đàm, các khách mời đã giải đáp rất nhiều câu hỏi, cần phải hiểu như thế nào cho đúng về môi trường làm việc toàn cầu để có những chuẩn bị phù hợp cho tương lai. Thị trường khu vực đang cần những nhân lực như thế nào? Các thương hiệu lớn của thế giới và Việt Nam đang hoạt động tại Việt Nam sẽ căn cứ vào những tiêu chí gì để tuyển nhân sự? Trong phần đầu của chương trình, sinh viên sẽ được nghe chia sẻ của giám đốc nhân sự các thương hiệu uy tín đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được đặt các câu hỏi trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Nhà báo Nguyễn Huy Lộc, tổng biên tập báo Sinh viên Việt Nam cho biết, đây là một trong số nhiều chương trình do báo Sinh viên Việt Nam phối hợp với các trường và các doanh nghiệp tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang hòa nhập với khu vực và thế giới mạnh mẽ, ban tổ chức mong muốn thông qua những chương trình này, các bạn sinh viên sẽ hiểu đúng về môi trường làm việc toàn cầu hóa, để từ đó có những chuẩn bị phù hợp cho tương lai nghề nghiệp của bản thân. Ngay sau buổi tọa đàm, ba nhà tuyển dụng lớn là Pexy, FPT và báo Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò đã tổ chức tuyển dụng nhân sự và tuyển chọn cộng tác viên, thực tập sinh ngay tại chỗ. Hơn 300 phiếu dự tuyển đã được phát cho sinh viên nhiều sinh viên đã được phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ. Chỉ là hôm nay em thấy buổi tọa đàm rất là bổ ích và với cương vị là một sinh viên em mong sẽ có thật nhiều buổi tọa đàm như thế này để chúng em có thêm thật nhiều kinh nghiệm bước ra ngoài đường đời ạ. Thay mặt các bạn sinh viên Thùy Trang mong rằng sẽ có nhiều buổi tọa đàm như thế này hơn nữa để giúp cho các bạn sinh viên có thêm những cơ hội học hỏi những kỹ năng để sau khi ra trường có thể dễ dàng xin việc hơn.